thưa quý vị, năm học 2023-2024, các trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện theo thông tư 09 của Chính phủ và quyết định số 73 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Sau khi học hết trung học cơ sở, nếu học sinh theo học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề sẽ được miễn học phí. Theo đó, khi học sinh học hết bậc trung học cơ sở, tiếp tục theo học các trường trung cấp, không phân biệt học ngành nghề sẽ được miễn học phí. Tuy nhiên, khi vào nhập học, học viên vẫn phải đóng học phí cho nhà trường, nhưng sau đó sẽ được trả lại 100% tiền học phí, theo ngân sách nhà nước. Việc chi trả do Sở Giáo dục chịu trách nhiệm hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả, theo quyết toán kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chi trả, quyết toán kinh phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học viên, sinh viên. Theo quy định này, học sinh tại Tây Ninh khi học hết bậc trung học cơ sở, tiếp tục theo học tại các trường trung cấp trên địa bàn tỉnh sẽ được miễn học phí.